À, kính thưa quý cô chú anh chị, thì hiện giờ thì hôm nay chiều 16 vậy, đoàn xe qua đang cộ về chùa An Hòa Tự để chuẩn bị ngày khai đạo. Cho thấy trời mưa nhưng mà xe qua vẫn tiếp tục trở về với chùa để chuẩn bị cho ngày khai đạo vậy, đi diễu hành và thỉnh chân dung Đức Thầy. Đây là đoàn xe ở xã Phú Thọ vậy, mô hình Thái tử Siddhartha lúc mà còn nhỏ. Ta chỉ thiên chỉ địa là cái gì, thiên thượng thiên hạ gì ngã độc tôn đó. Cái không khí hết sức là vui luôn quý vị. À, đây tiếp tục còn những cái đoàn xe đang chạy phía sau nha quý vị. Nó trời mưa nhưng mà đoàn xe vẫn trở về để tham dự ngày đại lễ, rất nhiều xã luôn. Đêm nay 16, ngày mai thì đêm 17 cũng chạy đi từ chùa tới Tổ Đình nữa gì. Cho quý vị mình đi lễ mình xem. Đây đoàn lăn đi trước và dẫn đoàn theo qua. Mô hình rất là đẹp như vậy. Đèn rất là sáng, rất là sáng luôn. Nó trời rất là mưa, rất là lớn luôn quý vị, đoàn vẫn dậy đi luôn quý vị. Rồng, biểu tượng rồng nghe quý vị. Nó rất nhiều chiếc xe qua luôn. Đêm chiều 18 đó, thì đoàn xe này cũng đi diễu hành ở trên Lan Châu nữa vậy. Có cái đoàn của Tây Du Ký, Tề Thiên là Quan Âm Bồ Tát rồi đó. Rất nhiều xe, rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Nó đang tiến về chùa vậy. Dung Đức Thầy. Mừng ngày đại lễ ở xã này, xã Long An nha quý vị. Quy Tề Thiên rồi đó. Những cái đoàn xe năm nào cũng vậy. Nhờ có đoàn xe này mà buổi lễ mới thêm náo nhiệt quý vị. Cây Bồ Đề. Rất là đông luôn. Xe rất là nhiều nha quý vị. Thì xã Tân Thạnh, ban trị sự xã Tân Thạnh, ban cầu đường. Nó hiện giờ mưa rất là lớn luôn mà đoàn xe qua vẫn tiến về chùa. Đêm này là đêm 16 rồi đó quý vị. Đã bước vào ngày đại lễ rồi cho nên đoàn xe phải trở về để tham dự ngày đại lễ. Đây là mô hình của chùa nè. Nó đi bữa nay mắc mưa cảm luôn quý vị. Tiếng nói gần không rõ luôn. Mưa rất là lớn luôn. Đó, hình ảnh rất là đẹp luôn quý vị. Rồng, biểu tượng rồng luôn. Đó, thì do mưa lớn quá cho nên mình không có đi theo xe đến với chùa được ha quý vị. Chỉ quay cái quang cảnh buổi tối ngày 16 đoàn xe đang trở về thôi. Quay cập nhật cái chạy cơm cũng gần đây cho quý vị mình xem.
Thì mình kết thúc quay déo, hẹn lại ngày mai mình sẽ tiếp tục quay những chiếc xe qua và những cái đặc trưng cũng có ngày đại lễ 18 tháng 5, ngày khai đạo quý vị. Và quý vị cũng đón theo dõi. Rồi đến đây thì tập chỉ quay đôi nét về cái quan cảnh nơi để ăn và ban đêm cũng quý vị mình xem thôi. Ở đây là cái khâu chế biến gỏi, đạn cháo quý vị. Những cái món ăn, thức uống này được bà con rất là nhiệt tình luôn. Ban đêm mà vẫn làm để mà tiếp đãi cho bà con luôn. Hủ qua dồn nữa quý vị. Nó chuẩn bị nấu cho ngày mai nữa. Đây là những vị có thể nói là thầm lặng quý vị. Rất là cực luôn, làm những cái món chay để mà tiếp đãi cho bà con đi lễ được, được no. Trong cái lễ thì lúc nào cũng có đồ đầy đủ đồ ăn cho quý vị mình dùng, nhiều chạy cơm với những cái món chay khác nhau trong suốt 3 ngày 4 ngày luôn, để liên tục cho quý vị mình xem ăn luôn. Hủ qua dồn nữa quý vị. Nhìn rất là ngon đó vậy. Nói giờ này tối mà vẫn còn tiếp đãi nè, rất là đông quý vị. Ngoài đang mưa. Chạy cơm số 3. Là cháo. Và những chạy cơm lúc nào cũng có đãi cho quý vị. Tới khuya chừng là hết người, hết đồ ăn thôi. Chạy cơm số 4 rồi cũng vậy nữa. Hôm qua cũng ế cơm dữ lắm luôn. Hôm qua cũng mưa nữa. Thì là cháo khổng lồ luôn. Cho bọc đem về luôn nha quý vị. Thì rất là ngon luôn. Nói thì giờ này thì Tâm cũng xin kết thúc video chỉ quay ngắn cập nhật vào tối ngày 16 thôi quý vị. Hẹn quý vị vào ngày mai sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị mình xem. Mời đạo Phật.